Để nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, thành phố Kon Tum luôn quan tâm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân. Thành phố giao đất trồng rừng cho 153 hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại xã Hòa Bình với diện tích gần 570 ha, giao đất ở, đất sản xuất cho gần 230 hộ người dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất tại xã Gia Chim, xã Đắk Pla. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện công tác giao rừng gắn với giao đất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua rà soát, toàn bộ diện tích rừng tự nhiên chưa giao, chưa cho thuê, đưa vào kế hoạch giao cho các cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ, đến nay đã ban hành 6 quyết định về giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất cho các cộng đồng, với diện tích hơn 146 ha. Việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giao rừng gắn với giao đất cho các hộ dân, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao nhận thức, quản lý, bảo vệ rừng.